Con xin kính chào sư Hạnh Tuệ, sư Tuệ Tường. Con có những suy nghĩ như sau sau khi xem nhiều bài vấn đáp của hai sư. Mong hai sư giúp con giải đáp câu hỏi để con có cái nhìn đúng đắn về sự vật sự việc. Theo như sư Tuệ Tường nói, tâm hỷ là tâm trung tính, tức là có cả thiện và bất thiện. Tâm hỷ. Tôi khổ quá. Điều này khiến cho con có những suy tư như sau. Cứu người chắc chắn là việc thiện, ví dụ như sự kiện binh nhì Henry Tanday tha chết cho Hitler và sau đó Hitler trở thành trùm phát xít. Nếu lúc đó binh nhì này giết ông ta thì liệu thảm họa có được ngăn chặn? Vậy việc tha chết cho ông ta là thiện hay bất thiện? Việc xả thân cứu người có phải luôn luôn nên làm? Ví dụ khi gặp một người chuẩn bị xe tông, lúc đó tâm trí suy nghĩ rằng nếu cứu người đó thì mình chết, không cứu thì mình ăn năn hối hận trong lòng. Vậy con nên làm gì trong tình huống như vậy? Một người chuẩn bị xe tông mà quý vị có thời gian để quý vị suy nghĩ dữ vậy đó hả? Sự việc của ngài Mục Kiền Liên bị giặc giết và các vị tỷ kheo khác có biết nhưng không làm gì vì biết được ngày ấy trả nghiệp. Vậy với người phàm như chúng con làm sao trong những lúc như vậy, vì không thể biết được người đó chết là do trả nghiệp hay không mà cứu. Hỏi không phải cái gì cũng đổ cho nghiệp. Con cũng biết việc luận bàn nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghị. Về những tình huống như vậy, những tình huống có thể đưa ra quyết định có chủ ý như vậy thì con nên làm gì để không phân vân hối hận? Vì lúc đầu có anh hỏi là theo Đại Đức Tuệ Tường nói tâm hỷ là tâm trung tính, thì Đại Đức Tuệ Tường có trách nhiệm giải thích lại cho rõ về vấn đề này. Dạ, xin mời Đại Đức Tuệ Tường. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, có lẽ là quý vị á bây giờ không biết nói sao đây. Bây giờ nhiều khi nói lại quý vị là không tin á, khổ vậy đó. Bây giờ quý vị nếu mà quý vị có cái clip nào, quý vị tìm được những cái clip nào mà sư nói là cái tâm hỷ á, cái tâm hỷ á nha, là cái tâm trung tính á, thì quý vị gửi lại giúp sư. Cái gì sư để gì để sư có sai sửa nha. Đấy, sư không khẳng định, sư không có khẳng định là sư luôn luôn đúng, nhưng mà nếu có sai thì sư sẵn sàng chỉ sửa, chứ đến chính lại chứ không gì. Nếu bị nói như vậy á thì sư có chấp nhận được. Có nghĩa là ở trong phần tâm sở đó, tâm sở là gì? Đó là thuộc về mình tạm gọi năm na nha, sử dụng cái từ năm na là những cảm xúc, cái trạng thái cảm xúc của mình đó. Cảm xúc ở đây là cái gì? Vui buồn này nọ, hay không như vậy đó. Thì nếu mà nói tâm sở hỷ thì có, là nó thuộc gì? Nó thuộc về biệt cảnh. Có nghĩa là cái gì? Tâm tứ thân giải cần hỷ dục đó. Nếu bị nói nếu tâm sở hỷ thì có, còn nói là ta nói là cái tâm hỷ tức là nói tâm vương thì nó không đúng. Thưa vị, khi mà nói về bên khía cạnh tâm vương là nó thọ hỷ, đúng không? Rồi anh nói là gì? Tâm tham mà thọ hỷ, hợp tà vô trợ hay là hợp tà hữu trợ, hay là gì? Tâm đại thiện thọ hỷ, đúng không? Tức là cái thọ hỷ này là thuộc về cái trạng thái cảm xúc, đúng không? Còn ví dụ mà có những cái tâm nói gì thân thức thọ lạc, không là đây là thọ gì thân, không hay là thân thức thọ khổ, quả bất thiện, nó như vậy đó. Cái việc phải phân biệt được là cái thọ là thọ gì, thuộc về thọ gì tâm, và thọ gì thuộc về thân. Bởi vì phải phân biệt được cái gì tâm và cái gì là tâm vương, không có xin lỗi là cái gì là tâm, tức là tâm vương còn gọi là tâm vương, hay là cái gì gọi là tâm sở, thì vị bản thân vị sẽ tự mình trả lời được câu hỏi này. Đó là cái điều quan trọng. Rồi sư sẽ vô phần câu trả lời chính ha. Là ở đây là vị nói là cứu người chắc chắn là việc thiện, cứu người có chắc chắn là việc thiện, thì quý vị đưa một cái ví dụ là như vậy, là như cái sự kiện binh nhì Henry Stanley đó, tha chết cho Hitler. Nhưng mà đây Hitler này là một cái từ khóa, cho nên sư kể từ sau này sư sẽ không dùng cái từ ông này nữa, mà sư dùng gọi là cái ông họa sĩ người Áo à, vậy ha. Tại vì cái đây là một cái tên mà không nên nhắc nhiều, tại nó không hay ho chứ đó.
đó là binh nhì Henry Stanley tha chết cho ông họa sĩ người áo nè, đó là trở thành chữ phát xít như vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay tìm hiểu là cái sự kiện này đầu tiên á, cái sự kiện bởi vì đưa ví dụ nè, nó có thiệt không cái đã không, nó vốn gì có thiệt hay không cái đã, nó có thật trong lịch sử không, rồi chúng ta mới dưới con quyết câu hỏi đúng không ạ. Tại vì quý vị đưa một ví dụ mà lấy ví dụ mà nó không có thật, nếu mà nó không có thật cái độ xác minh độ độ cái độ chính xác cái độ lịch cái về cái giai thoại lịch sử và những cái bằng chứng chứng cớ nó không có thì cái ví dụ này không có giá trị, hiểu không ạ. Cho nên đó là sư tìm hiểu rất là nhiều nguồn thì cái câu trả lời là như vậy, là cái câu chuyện về một người lính Anh tha chết cho cái ông họa sĩ người áo đó trong Thế chiến thứ nhất được gọi là sự kiện của Henry Stanley, đúng không? Thì câu chuyện này xảy ra vào năm 1918, đúng không? Tuy nhiên có nghĩa là ở đây nó nói là gặp một người lính Đức bị thương và không nổ súng súng giết người đó, và người đó sau này là ông họa sĩ người áo. Thì tuy nhiên á, là kết luận sư tìm hiểu rất là nhiều nguồn thì mới nói là tuy nhiên á, là độ xác thực của câu chuyện này không rõ ràng và chưa được chứng minh hoàn toàn. À, một số nguồn tin cho rằng một số nguồn tin nha cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết và không có cái bằng chứng xác thực nào để chứng minh sự kiện này. À, thì nhìn chung á, cái sự kiện mà gọi là Henry Stanley á vẫn chưa được chứng minh một cách rõ ràng và nhiều người coi đây là giống như là một cái truyền thuyết thôi, hoặc là một câu chuyện không chắc chắn, mà ngay cả là hỏi công Sunday á, là ông cũng không có nhận ra được là công họa sĩ người áo á, là có đúng là cái người là mà thay không nữa. Đó. Cho nên tạm nghe sự, qua nhiều nguồn sự tìm hiểu qua nhiều nguồn sự tìm hiểu thì cái câu chuyện này nó cái độ xác thực nó không có đó, nhưng mà sao, nhưng mà nếu quý vị đưa một cái ví dụ như vậy đúng không, thì mình xin thì sư vẫn vẫn nghĩa là vẫn vẫn nhưng mà mở cho quý vị một cái lối khác để cho giống như là trả lời để cho nó phù hợp với nhân quả cho quý vị hiểu đó, đúng không? Nhưng mà cái ví dụ này không có nha, cho nên đừng có đem cái sự kiện này đây là một cái câu chuyện có thật, dựa cho một cái chuyện có thật mà để mình đem đi, ví dụ mình đem đi để mình giao giảng về đạo đức hay này kia đó. Đó thì đây đây quý vị hỏi là cứu người có chắn một việc thiện nè, rồi cái việc mà tha chết như vậy á thì có thảm họa được ngăn chặn vì việc tha chết là thiện bất thiện. Xin thưa quý vị, cái việc mà tha chết thiện hay bất thiện á, nếu mà có xảy ra, chứ tôi gọi là nếu mà xảy ra nha, nếu có sự kiện xảy ra thì xin thưa là chính cái nội tâm á, của cái ông mà tha ông biết thôi, chứ mình làm sao mình không thể nào biết được. Bởi vì sao? Bởi vì vấn đề là cái ông mà tha ông còn người phàm, không phải là thánh, vì hiểu không, và ông cũng phỏng ông làm cái người mà quan trọng có chính kiến không, có biết về đạo hay không, giống như Bồ Tát đi, đúng không? Thí dụ mà Bồ Tát lại lại khác, ngài làm cái gì cũng dựa trên nền tảng thiện, tại vì hướng ngài hướng đến sự giải thoát. Còn đây là một người phàm phu thì đôi khi quý vị có biết những trong cái tình huống đó, đôi khi tao tha chết cho mày để làm chi, để tao coi để tao tao đi mày để coi mày đi về cái hang ổ, đi về hang ổ để chờ, để tóm gọn nguyên ổ đó, thì quý vị nghĩ cái hành động tha chết này là nó là bất thiện hay là thiện? À bây giờ cho nên á, là cái hành động bên ngoài á, mặc dù có thể tha chết thiệt, nhưng mà chúng ta không thể nào mà gọi kết luận được đó là nó chỉ là cái mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài, thậm chí chúng ta nghe chúng ta nghe chúng ta thấy tận mắt đó. Thì cũng không có thể nào xác định đó là thiện 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 hay bất thiện được. Quan trọng là nội tâm người đó thế nào, họ tha người đó mà với mục đích gì, đúng không? Mục đích dựa cái nội tâm họ là gì đó. Cho nên đây là một cái câu hỏi mở, quý vị bản thân quý vị, nếu mà cho năm nay sau này quý vị có trải nghiệm phải tự tự mình trả lời được. Đó là cái câu thôi, câu thứ nhất. Câu thứ hai là vấn đề thứ hai là sư muốn nói là như vậy nè, quý vị đưa ra một cái ví dụ là nếu mà không tha chết như vậy vậy như vậy đó, thì xin thưa quý vị nếu mà nói về cái ví dụ nó, sư có 1001 cái ví dụ thưa quý vị. Không? Là bây giờ ví dụ ra ông họa sĩ người áo rồi đi, ổng sau sự kiện rồi đi ổng được tha chết như vậy. À, quý vị có chắc không, có chắc là ổng không không có hụt chết vào những cái lần khác không đó, và trong khi á, quý vị thấy trên Google search Google này có những cái chết nó rất lãng lãng xẹt, giống như là chết vì cười suốt 25 phút nè, rồi thi Lý Bạch nè, thi sĩ qua đời vì mãi đeo đuổi ánh trăng nè, đúng không, rồi nhà toán học chết đói vì vợ nhập viện nè đó, rồi luật sư danh tiếng tử nạn vì chứng minh cửa kính không thể vỡ nè,
Thì nếu mà ông cho ông trải qua cái sự kiện mà gọi là chết, từ cái chết gì đi, thì vị có chắc là dù ông ăn mắc nghẹn, ông không chết, xong rồi ông bị bệnh thế này, bị sốt rét, bị này kia, ông hụt qua chết không? Cho nên là khi chúng ta đưa một cái ví dụ gì đó, nó phải mang tính thực tế. Tại vì khi nói về cái chết thì vị nó 1001, nhưng mà có một cái sự kiện đó, quý vị có hai cái sự kiện này xảy ra nè, mà quý vị sư không thấy quý vị đưa vô, ví dụ cái trường hợp ông qua sĩ người áo này, hai sự kiện có thật nha, sự kiện có thật. Là một cái sự kiện là gì? Sự kiện là dựa trên một bộ phim, có nghĩa là sự kiện này có thật và dựa trên cái bộ phim mà gọi là Valkyrie năm 2028, mà là diễn viên Tom Cruise đóng thứ gì đó, là cái âm mưu mà ám sát ông họa sĩ người áo vào ngày 20 tháng 7 đó. Là cái sự kiện nó xảy ra thật, thật ở bây giờ là gọi Ba Lan nha. Có nghe đặt bom ổng muốn giết ổng á, nhưng mà ổng không chết á đó. Đó là sự kiện này có thật nè. Rồi sự kiện quý vị xong, quý vị không gì, ví dụ cái sự kiện mà gọi là công Alan Turing đó, là cái người mà giải ra cái thuật toán mà phá được cái cỗ máy Sigma của quân đội Đức đó. Đó thì chiến tranh kết thúc sớm đó, đó là những cái sự kiện mà nó sẽ giúp ngăn chặn được. Cho nên là cái câu hỏi đầu tiên bị hỏi về ông họa sĩ người áo thì sư đã giải đáp rõ nha. Còn cái vấn đề mà gọi là chết hay không chết, bất thiện là nội tâm của đó, từ đó biết. Thứ hai là cái sự kiện á, là mình đưa cái sự kiện nào nó chính xác hơn, nó thực tế hơn. À, cái thứ hai là quý vị nói cái việc xả thân cứu người là có phải là việc luôn luôn nên làm. Xin thưa quý vị, luôn luôn nên làm là quan trọng của bản thân quý vị á, tự hỏi quý vị là có đủ năng lực mình làm không. Giống như năng lực Bồ Tát đi, Bồ Tát là trong cái tiền thân của Bồ Tát á, là có một ngày vuông bộ Ba La Mật á, thì kiếp đó ngày làm Long Vương, thì hôm đó nguyện bắc quan che giới, rồi ngài mới bị một cái nhóm mà con người thợ săn đó, nó xiên nó xỏ ngài, nó muốn giết ngài đâu, mặc dù quá là cái năng lực của ngài, ngài quẩy đuôi một cái thôi là nguyên đám nó chết rồi, nhưng mà ngài không, đó ngài không có làm chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì đủ duy trì cái tâm thiện. Thì Sira cũng vậy, quý vị nói về gì, xa thân cứu người, mà quý vị làm về cái gì là cái tâm gì, đúng không? Cứu người đây được, cứu người này là người, do người này là gì, là triệu phú, là tỷ phú, đúng không? Quý vị cứu nguyên nhân đó, đúng không? Hay là quý vị làm cứu người, quý vị sẽ làm cứu người, nhưng mà quý vị duy trì được cái tâm thiện là đủ ba thời, tư tiền, tư hiện, tư hậu. Bởi vì nói là cái việc hành động của người có thể là mình hy sinh sinh mạng mình, nhưng mà mình để mình nguyện giải thoát mình là Ba La Mật thì nó lại khác. Cho nên đó, là cái việc mà luôn luôn có nên làm hay không, đúng không, là tùy vào cái năng lực mình tu tập đến đâu, đúng không? Chứ không chứ đừng mình gọi là mình đừng có đưa ra một câu hỏi mà gọi là luôn luôn, đúng không? Đúng. Quan trọng năng lực đó, năng lực của quý vị đó, nó đạt đến mức độ nào. À, còn ở đây là quý vị lại đưa một cái vụ là bị xe tông này nọ cái gì đó, không? Và sự việc ngày già một kiền liên nè, sự việc ngày một kiền liên bị giặc giết và các tỳ kheo có biết nhưng không làm gì để bị vị ấy trả nghiệp. Vậy chúng ta phải làm sao? Xin thưa quý vị, cái vị trường hợp ngày một kiền liên là bậc thánh a la hán rồi. Xin thưa quý vị, là cái tâm sợ chết của ngài là không còn nữa, mỗi cái đô nhiễm nó không còn nữa rồi. Mà ngày á, di chuyển thần thông 3 lần, và lấy lần lần thứ ba là do năng lực nghiệp quả của nghiệp á, là khiến ngài không nên chuyển thông đó, cho nên ngài phải chấp nhận đó là sự thật, cái ngài chấp nhận sự thật đó. Cho nên là chúng ta không có thể, ví dụ chúng ta cũng không có thể đưa ví dụ ngày một kiền liên để mà so sánh với phàm phu mình nha, nó như vậy. Còn phàm phu mình là làm cái thiện nghiệp gì á, làm cái điều gì mà chúng ta gọi là thiện, dựa trên nền tảng thiện, thì cái tâm mình phải thiện chứ đã, cái tâm mình phải thiện đủ ba thời, và tư hiền tư hậu, và cái tâm thiện nó phải hợp chí nha. Tâm thiện nó mà ly trí thì nó cũng không đem lại lạc nhiều. Đó như vậy. Đó, và cuối cùng quý vị hỏi là không phải cái gì cũng đổ cho nghiệp. Con biết là việc luân bàn về nghiệp quả của nghiệp bất khả tư nghị. Những tình huống như vậy, những tình huống có thể đưa ra quyết định chủ ý như vậy thì con nên làm gì để không phân vân. Nên làm gì á, suy nghĩ nha. Cái điều nên làm nhất là quý vị giúp sư nắm giáo lý căn bản vững và học kỹ cho sư cái phần mà nghiệp quả của nghiệp. Mà ở đây sư tư vấn cho quý vị thẳng luôn, có hai quyển sách này đọc để hiểu về nghiệp quả của nghiệp một cách dễ dàng, phá tan những hoài nghi chúng ta kiến. Đó là thứ nhất là quyển vận hành của nghiệp, có hai quyển của ngài Báo Sư Pháp Thông dịch. Quyển thứ hai là của quyển nghiệp quả của nghiệp của ngài Hộ Pháp. Đó là hai quyển vị nên đọc, là sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn, tường tận hơn về những cái câu hỏi mà quý vị đặt ra trên đây, đưa những ví dụ ở đây, mà sư thấy những ví dụ này nó có nhiều cái khuyết quá, nhiều khuyết điểm quá. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.
Xin chào quý vị. Ở trong kinh ấy, nó nói cái trường hợp này ấy, là ayo niso manasika đó, tức là suy tư không hợp lý. Chính vì mình suy tư không hợp lý thành ra tự mình làm rối mình, tự mình làm cho mình bị đau khổ. Rõ ràng một sự kiện không hề xảy ra mà mình đi mình tưởng tượng nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế kia, rồi tự mình làm rối mình. Trong khi đó lẽ ra cái việc nên làm là mình vun bồi giới học, định học, tuệ học, mình vun bồi tri kiến, nền tảng tri kiến, rồi từ đó đó mình tự nhiên biết mình phải làm gì, không nên làm gì. Khi mà gặp một cái trường hợp nào đó xảy ra, một người có tu tập, có chánh tri kiến, có sự thực hành, vì ấy tự biết phải làm gì. Bởi vì sao? Câu trả lời nằm ngay nơi chính tâm của vị ấy. Khi đó vị ấy sẽ thấy là mình nên sử dụng tâm từ để mình cứu, mình bảo vệ con người này, hay là mình nên dùng tâm xả để cho chúng sanh đi theo nghiệp. Muốn biết làm gì, mình chỉ cần hỏi tâm của mình. Mà muốn biết tâm của mình nó như thế nào thì tâm nó phải sáng. Cái sáng ở đây là sáng của trí và sáng của định. Sư lấy ví dụ, khi mà sư gặp một cách đây không lâu, khi sư gặp một bà cụ đang hấp hối và đang hoảng loạn, khi mà đi vào là dự định chuẩn bị nhiều thứ lắm, nhưng mà khi đó sư dẹp hết qua một bên, bởi vì sư biết là mình phải làm gì. Sư không dám nói mình có tu hành gì hết, nhưng ít nhất khi đó sư biết mình phải làm gì. Sư kêu tất cả mọi người đi ra ngoài, những người nào khóc đi ra ngoài. Khi đó sư phải là người điều khiển cái vấn đề này. Rồi sư dùng chánh pháp, sư trấn an theo đúng y như trong kinh tạng. Rồi sau đó dần dần dùng cái từ là mình mới cứu được cái tâm của bà cụ đang lo lắng, đang sợ. Nhưng để được như vậy, mình phải có kiến, mình phải có chánh kiến, và mình phải hiểu được cái tâm của mình. Nếu như một người mà họ không tu tập á, họ nhìn vào họ có thể nói sư tại sao sư làm như vậy, sư làm như vậy là tội, làm như vậy là lỗi, làm như vậy là thế này thế kia. Nhưng sư biết cái tâm của sư. Khi quý vị đi ra đường, quý vị thấy một người chuẩn bị xe tông, người ta không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Trong tích tắc người ta quyết định ngay, một là nhào ra để mà cứu, hai là hiểu, suy tư mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Nó nhanh lắm, nó tích tắc thôi. Chứ không có cái kiểu mà ngồi đó suy tư, giờ tôi lỡ tôi cứu đứa này mốt lớn lên rồi nó làm ăn trộm ăn cướp rồi sao ta, rồi cứu cái đứa này rồi ví dụ như mốt nó lớn lên nó giết người, nó chơi xì ke ma túy rồi sao ta. Ngồi đó suy tư là xong chuyện rồi nha. Rồi có những trường hợp mình phải có sự bình tĩnh, sự kham nhẫn để mà mình nhìn nhận vấn đề. Như trường hợp Đại Đức Tuệ Tường vừa nói, Bồ Tát là con rắn chúa, mình phải bình tĩnh mình suy tư để mình biết được điều gì là đúng đắn. Có rất nhiều, xin nói có rất nhiều những vấn đề mà quý vị hoàn toàn có thể tự trả lời, với điều kiện có đủ chánh kiến và có đủ sự định tâm. Tự câu trả lời nó sẽ trả lời cho quý vị để mình biết mình phải làm cái gì. Hỏi tâm của mình,
hỏi tâm của mình là ra chuyện. Thành ra là đừng có tự mình làm rối mình. Còn như trường hợp ngày Mục Kiền Liên ấy, hồi nãy Đại Đức Tuệ Từ nói, sẽ không biết quý vị có nghe kỹ hay không, là ngày Mục Kiền Liên đã vượt ra khỏi sự sợ chết, ngài không còn sợ chết nữa, nhưng ngài vẫn dùng thần thông để ngài tránh khỏi bị cướp giết 3 lần. Tại sao? Bởi vì lòng bi mẫn, ngài không muốn những kẻ đó phải tạo nghiệp. Nhưng mà khi nghiệp tới chỗ thì ngài vẫn chấp nhận. Bởi vậy ngài bình thản, không có như mình. Cho nên tóm gọn lại là đừng nên suy tư những vấn đề mà tự mình làm cho mình đau khổ. Và khi mình gặp một vấn đề nào đó, hãy hỏi chính tâm của mình, mình đang làm bằng tâm thiện hay tâm bất thiện. Và khi mình làm như vậy, nó có trí đi kèm hay không, mình có suy tư như thế nào để cho nó tốt hay không. Như vậy hãy tu tập, vun bồi chánh tri kiến, phát triển định tâm, thì trong cuộc sống quý vị sẽ biết mình phải làm cái gì. Và